mấy? 467. Rồi quý vị ơi, tiếp theo là bonsai 467. Đây là một cặp điệp lào giống mới, cao luôn phải từ 2,5 tấc 2,7 tấc. Cây này thì 2,2 tấc, cây này cao hơn. Một cặp này có giá là 300.000 nha quý vị. Cái này là nó chuẩn bị ra hoa hết trơn rồi nha quý vị. Quý vị nào biết điệp lào là biết đó, là cái này là điệp lào lá nhỏ, cái giống mới lá nó có chút xíu thôi nè. Đó. Mà bông nó rất là nhiều nha, quanh năm suốt tháng nha. Có cái bông màu đỏ đó. Cây điệp lào là bông rất là đẹp, bông màu đỏ. Cái này là giống mới. Nói cho nó rõ ràng chứ cũng phải quảng cáo cái gì hết. Cho quý vị nào không biết thì biết cần mua. Rồi, một cặp này là 300.000 nha quý vị. Điệp lào giống mới nha. Đó, cái này nó cũng mới có đây thôi chứ không có lâu. Rồi, lá nó nhỏ xíu vậy nè nha quý vị. Nè, thấy cái lá nó không? Cái chút xíu vậy đó, bông rất là nhiều nha, bông màu đỏ nha. Rồi, một cặp này là 300.000 nha quý vị. Không có ship code nha quý vị. Nhận tiền rồi mới giao cây nha. Cặp này bán cũng lời có mấy chục ngàn thôi chứ không có lời nhiều, 50.000 không có được nữa. Rồi thôi xuống đi con ơi. 300k một cặp.